những cây dược liệu quý hiếm ngày càng mai một ít đi thì chúng lại được làm giả, làm bẩn, pha chế tràn lan rất nhiều. Chúng ta không chỉ cần bảo tồn nuôi dưỡng những cây dược liệu, những sản phẩm quý hiếm đó mà cần biết nhận biết đâu ra sản phẩm chuẩn, sạch, đủ tiêu chuẩn sử dụng để không gây hại cho sức khỏe, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Sau đây là một số cách phân biệt điển hình các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Cẩn trọng, không mua phải nhung hưu giả. Phân biệt cây thuốc dược liệu thật giả. Xạ hương, xạ hương thật có mùi thơm sọc ngay vào mũi, thơm lâu. Dùng móc lấy ráy tay cho vào trong túi, xạ lấy ít xạ cho vào tay mà vê. Xạ thật thì nhiều đàn tính, mềm nhũn, viên lại thành tròn, bóp bẹp thành bột. Nhưng thứ giả thì viên lại thành dài, không có đàn tính. Lấy chút ít xạ hương cho vào nước sôi một chốc lấy ra. Xạ thật thì bả nó thơm mãi, thứ giả không thơm mà lại hôi. Phân biệt nguyên cả miếng xạ hương còn cả da, có thể dùng kim xăm vào thử xem có khối chất cứng hoặc khối thịt. Nếu có vật cứng tức là họ cho chị vào để thêm nặng cân. Dùng sợi chỉ tơ tẩm vào nước hành tanh, lấy sợi chỉ đỏ sâu vào trong kim, lấy kim xuyên qua túi xạ. Xạ thật thì sợi chỉ sẽ hết mùi tanh, còn thứ giả thì mùi tanh của hành mất đi rất ít. Lấy chút ít xạ hương để trên miếng sắt mà đốt, thì thấy cháy xèo xèo như đốt tóc, tỏa mùi thơm mà không có mùi khét. Toàn bộ cháy gần hóa ra tro, hoặc còn lại cũng rất ít, xạ giả chất than còn lại rất nhiều. Những thứ trộn lẫn vào xạ hương, phần nhiều hay lẫn thứ huyết khô, miếng thịt khô thái vụn hoặc bột chì hoặc đất cát trộn vào. Nếu cho xạ hương ấy vào than đỏ mà đốt thì khối thịt, huyết khô mà cháy thì khét, chất chì thì không cháy, đất cát còn lại. Xem thêm, xạ hương thiên ma. Thiên ma thật, mặt ngoài thường có màu trắng hơi vàng đến vàng nâu, có vân nhăn dọc và nhiều vân vòng tròn ngang của những chồi bức tiềm tàng, đôi khi thấy những dải nhỏ màu nâu. Lát cắt chọc thường có màu trắng hơi vàng. Trên bề mặt lát em cắt thường rải rác có sơ màu trắng. Thiên ma giả mạo, mặt ngoài thường có màu trắng đến nâu trắng, có nhiều vân nhăn dọc nổi rất rõ, và không có vân vòng tròn ngang của những chồi bức tiềm tàng, lớp vỏ bên ngoài khi tước ra rất sơ. Lát cắt chọc thường có màu vàng nâu đến nâu đỏ. Trên bề mặt lát cắt có sơ màu trắng nhưng nhiều hơn so với dược liệu thiên ma thật. Chảo cổ lam, chảo cổ lam khi thử nhấm một chút thân hoặc lá ở đầu lưỡi ban đầu sẽ có vị đắng, sau chuyển dần sang vị ngọt mát, cho có thành phần chính là saponin tương tự như trong thành phần của nhân sâm. Cây chảo cổ lam khi phơi hoặc sau khô lên thì rất thơm và có mùi vị đặc trưng. Nếu không phải chảo cổ lam, khi phơi khô sẽ không có mùi thơm. Để phân biệt được chảo cổ lam thật và giả, tốt nhất nên kiểm tra cây ở dạng tươi. Tuy nhiên ở dạng khô nếu chú ý ta vẫn có thể xác định được chảo cổ lam giả. Mùi vị, khi lấy một chúm nhỏ chảo cổ lam giả để kiểm tra mùi, chúng ta sẽ không thấy mùi thơm, không có vị đắng. Màu sắc, chảo cổ lam giả, màu sắc thâm đen. Chảo cổ lam thật, màu xanh tự nhiên. Hình dáng, chảo cổ lam giả, dây to, nhìn kỹ nách lá sẽ không có tua cuốn. Chảo cổ lam thật, nhấm lá từ cây chảo cổ lam sẽ có vị đắng nhẹ, khi ngắn đứt thân cây chảo cổ lam sẽ không có nhựa chảy ra. Ở nách là có tua cuốn, một đặc điểm của họ bầu bí. Chảo cổ lam giả, hoặc các loại cây khác giống với chảo cổ lam, nhấm lá tươi sẽ không có vị đắng, khi ngắt dây của loại cây này sẽ chảy nhựa màu trắng. Ở nách là không có tua cuốn. Cây chảo cổ lam tuệ linh theo tiêu chuẩn GACP. Xem thêm, phân biệt chảo cổ lam nhung hưu. Nhung hưu thật, nhung hưu được chia làm hai loại, hoa lộc nhung và mã lộc nhung. Mới đầu chúng ở dạng khối u, màu nâu tím, phân bố dày trên nhung mao, có nhiều mạch máu đến nuôi dưỡng. Hoa lộc nhung là sừng non của hưu, được loài hưu sao. Loài chỉ có một nhánh gọi là chạc đôi, loài có hai nhánh gọi là chạc ba, chưa bị cốt hóa, mọc đầy nhung mao, có hình trụ phân nhánh. Hoa lộc nhung có đoạn đỉnh là tốt nhất, có tinh sung mãn nhất, là loại chất non, nhung mao nhỏ mịn, màu da nâu đỏ, trơn bóng là loại tốt nhất. Mã lộc đây cũng là sừng non của loài hưu, được sừng nhiều nhánh chưa bị cốt hóa, mọc đầy nhung mao, to chắc hơn hoa lộc nhung.
Loại nhung hưu thật tốt nhất là loại nhung hưu phạt, là loại nhung hưu có da mọc đầu lông, giống hình dáng nhung cư, phần đầu đoạn trước xương sọ phẳng đều, còn đoạn sau có một cặp xương hình cung chẻ ra hai bên, gọi là răng hổ, thường có lông màu nâu, phía dưới không có đường gờ. Nhung hưu giả, da nhung hưu thường được làm từ loại keo nước xương, nhựa đường hoặc từ nhung cư giả, và được sử dụng keo gắn cố định lên trên đỉnh đầu dê hay chó đã bỏ da lông để tạo thành nhung phạt giả. Nhung hưu giả dạng lát, loại này thường được tiêu thụ với số lượng lớn trên thị trường. Loại nhung hưu này có miếng hình tròn, to nhỏ không đều nhau và có khối lượng tương đối nặng, được chính keo chắc chắn nên khó bẻ gãy, mặt cắt có màu nâu tím, không có những lỗ nhỏ li ti dạng tổ ong, thỉnh thoảng thấy có điểm lõm tròn và lông bên ngoài do gắn vào nên có thể dễ dàng bóc ra được. Ngoài ra còn có một cách làm giả nhung hưu tương đối giống. Chúng thường được làm từ loại nguyên liệu mềm, màu mè đẹp, keo gắn tinh vi, người tiêu dùng rất dễ tin. Vì màu đẹp, bóp vào thấy mềm mại, giá vừa phải dễ chấp nhận. Những loại này chỉ có thể nhờ các chuyên gia mới có thể phân biệt nhung hưu thật giả được. Xem thêm, công dụng của nhung hưu sữa ong chúa, ngậm sữa ong chúa trong miệng. Nếu là sữa ong chúa thật, bạn sẽ nhận thấy phần sữa ong chúa dần tan hết trong miệng mà không để lại cận bột, đồng thời bạn sẽ cảm nhận được vị hơi chua và lợ của sữa ong chúa. Ngoài ra cổ họng sẽ thấy hơi khé, hơi gắt cổ và có cảm giác khó ăn. Nếu không quen, sữa ong chúa giả không nguyên chất thường sẽ bị pha với bột hoặc cát hỗn hợp khác, khi ngậm trong miệng sẽ không tan hết và để lại cận bột, hay bạn sẽ không cảm nhận được vị của sữa ong chúa nguyên chất như trên. Thông thường sữa ong chúa nguyên chất sẽ có màu vàng nhạt sau khi được lấy ra khỏi nụ chúa, hoặc trắng đục vẫn còn nằm trong nụ chúa, dạng sệt. Nếu là sữa ong chúa bị pha, có thể màu sắc sẽ khác đi hoặc sẽ xuất hiện các đốm màu lạ do sự phản ứng giữa các chất không tương đồng. Trộn sữa ong chúa với mật ong nguyên chất. Sữa ong chúa nguyên chất sẽ tan hoàn toàn trong mật ong và không phân lớp. Trên đây là cách phân biệt thật giả, cách lựa chọn an toàn một số sản thuốc nam quý, hiếm. Nếu còn câu hỏi gì thắc mắc về công dụng, cũng như cách làm thế nào lựa chọn những sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.